Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lính Ukraine hoang mang về tương lai hỗ trợ quân sự từ Mỹ sau chiến thắng của ông Trump. Một số binh sĩ Ukraine hy vọng ông Trump sẽ giúp đỡ Kiev nhiều hơn. Số khác tỏ ra bi quan về sự hỗ trợ của chính quyền mới ở Mỹ, ghi nhận nguồn tin từ báo VN Express. Tôi hy vọng số lượng vũ khí và súng ống phục vụ cho chiến thắng của Ukraine sẽ tăng lên. Mozart, chỉ huy 39 tuổi của một đơn vị pháo binh Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến Donbass, nói ngày 7 tháng 11, sau khi được phóng viên AP thông báo rằng ông Donald Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Đơn vị của Mozart không liên tục theo dõi tình hình bầu cử Mỹ vì thi thoảng mới có thể kết nối Internet bằng thiết bị Starlink và quá bận rộn với chiến sự để có thể chú ý đến những gì diễn ra ở bên kia đại dương. Họ bắn đạn pháo vào lực lượng Nga hàng ngày và bị đối phương đáp trả với mức độ gần như tương tự. Gần đây, họ còn răng lưới bắt được một thiết bị bay không người lái drone tự sát của Nga. Chúng tôi không quan tâm ai là Tổng thống Mỹ tiếp theo, miễn là họ không cắt viện trợ cho Ukraine vì chúng tôi cần điều đó, Mozart nói. Thắng lợi của ông Trump khiến giới quan sát bày tỏ hoài nghi về ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai, cũng như khả năng chiến thắng của Kiev trong xung đột với Moscow. Tổng thống đắc cử Trump tự nhận mình có quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin và từng khen ông chủ điện Kremlin thông minh vì đã mở chiến dịch đặc biệt tại Ukraine. Ông Trump nhiều lần chỉ trích ủng hộ của Washington dành cho Kiev và mô tả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người bán hàng giỏi nhất thế giới vì đã kêu gọi được khoản viện trợ trị giá hàng trăm tỷ USD của Mỹ. Ông khẳng định sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ, song không nêu biện pháp cụ thể. Trong cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống Kamala Harris hồi tháng 9, ông Trump hai lần từ chối trả lời khi được người điều phối hỏi có muốn Ukraine chiến thắng hay không. Điều này làm dấy lên lo ngại Kiev sẽ đối mặt sức ép phải chấp nhận các điều khoản bất lợi trong thỏa thuận do ông Trump làm trung gian, thậm chí có thể phải chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ trước Nga. Nhưng Mozart và một số binh sĩ Ukraine vẫn hy vọng ông Trump sẽ duy trì ủng hộ cho nước này sau khi lên nắm quyền. Tôi không nghĩ việc ông Trump được bầu sẽ khiến Mỹ ngừng ủng hộ Ukraine. Ngược lại, sẽ có nhiều hành động quyết đoán hơn được đưa ra, như cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS để tập kích lãnh thổ Nga. Lính bắn tỉa Ukraine có biệt danh Bat đang tham chiến ở mặt trận Kharkov cho biết. Mỹ tới nay chưa cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga do lo ngại vượt làn danh đỏ do Moscow vạch ra. Bat cho rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden thiếu năng lực và nước Mỹ dưới thời ông không còn là cường quốc, chỉ biết chịu đựng. Nhân tiện, ông Trump là người đã chuyển những tên lửa Javelin đầu tiên cho chúng tôi, binh sĩ này nói. Mỹ lần đầu viện trợ vũ khí cho Ukraine vào năm 2017, trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, nhằm hỗ trợ Kiev ứng phó lực lượng ly khai ở miền Đông. Số tên lửa Javelin chuyển giao trong đợt này đã đóng vai trò quan trọng giúp Ukraine chống đỡ lực lượng Nga trong giai đoạn đầu tiên của cuộc xung đột. Sĩ quan Ukraine Miroslav II nhận định, động thái của chính quyền ông Trump đã mở đường để Kiev có thể tiếp nhận nhiều vũ khí hơn từ các đối tác phương Tây. Hai cũng cho biết, dưới thời ông Trump, lực lượng Mỹ đã tỏ ra cứng rắn với Nga tại Syria và từng đánh bại một nhóm lính đánh thuê thuộc tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Điều đó chứng tỏ, ông Trump trước đây rất cứng rắn về mặt chính trị với Nga. Tôi không hiểu tại sao một số người cho rằng tình hình sẽ xấu đi khi ông ấy trở thành Tổng thống, sĩ quan này nói. Tổng thống Zelensky cũng thể hiện thái độ tích cực trước tin ông Trump đắc cử. Ông là một trong các lãnh đạo thế giới đầu tiên công khai chúc mừng ông Trump. Tôi đánh giá cao cam kết của Tổng thống Trump về cách tiếp cận hòa bình thông qua sức mạnh đối với các vấn đề toàn cầu. Đây chính là nguyên tắc có thể mang hòa bình đến gần hơn với Ukraine trên thực tế. Tôi hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau triển khai nguyên tắc này, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội. Dù vậy, cũng có không ít binh sĩ Ukraine tỏ ra bi quan trước thông tin ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tôi không tin ông Trump có năng lực kỳ diệu để gây sức ép với ông Putin. Yuri, quân nhân 52 tuổi được triển khai ở mặt trận Zaporizhia, nói sẽ là thảm họa nếu ông ấy đưa ra những quyết định kỳ lạ như trong quá khứ, ví dụ tuyên bố muốn rời khỏi NATO. Trong 4 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các thành viên châu Âu của NATO và đe dọa rút khỏi liên minh nếu họ không đóng góp nhiều hơn cho chi tiêu quân sự của khối. Oleksiy, lính quân sự Ukraine thuộc lữ đoàn tăng Kryvyi số 17, không tin tưởng giới chính trị gia vì họ luôn làm những điều bất ngờ. Với ông Trump thì sự nghi ngờ này tăng gấp đôi. Tôi muốn mọi thứ kết thúc bằng chiến thắng chứ không phải là sự nhượng bộ, anh nói. Sergei Konyuk, lính quân y Ukraine 55 tuổi ở mặt trận Zaporizhia, nhắc lại rằng Đảng Dân Chủ là bên ủng hộ Kiev hơn so với Đảng Cộng Hòa. Rõ ràng, Đảng Dân Chủ hậu thuẫn cho chúng tôi nhiều hơn,
trong đó có viện trợ quân sự. Trong tương lai, thì sự ủng hộ này sẽ không còn chắc chắn nữa. Konikov nhận định, dưới thời chính quyền Biden, Mỹ đã viện trợ cho Ukraine hơn 60 tỷ USD vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự khác kể từ khi xung đột bùng phát ở nước này đầu năm 2022. Trong khi đó, dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, trong đó có một khoản lớn dành cho Ukraine, đã bị chặn trong nhiều tháng ở Quốc hội Mỹ trước khi được thông qua vào tháng 4 do vấp phải phản đối của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa. Theo Konyuk, Ukraine cần tự lực tự cường thay vì tiếp tục trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài để tránh rơi vào tình huống như hiện tại. Chúng tôi có tổng thống của mình, người giờ sẽ phải dẫn dắt toàn bộ đất nước và không phụ thuộc vào bất kỳ cuộc bầu cử nào, binh sĩ này nhấn mạnh. Lo ngại chiến thắng của ông Trump, Tổng thống Ukraine kêu gọi Mỹ duy trì ủng hộ. Tổng thống Ukraine đã gọi ông Trump là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với hy vọng thuyết phục vị Tổng thống Mỹ vừa tái đắc cử không từ bỏ sự ủng hộ dành cho Kiev trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình với Liên bang Nga, ghi nhận nguồn tin từ báo tin tức. Trong bài phát biểu hàng đêm vào hôm 6 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chúc mừng chiến thắng của ông Trump, cho rằng kết quả bầu cử Mỹ là hoàn toàn thuyết phục. Theo ông Zelensky, đối với Ukraine, điều vô cùng quan trọng là nghe những lời của vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ về hòa bình thông qua sức mạnh, đồng thời mong muốn điều này trở thành nguyên tắc trong chính sách của vị chủ nhân Nhà Trắng thứ 47. Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nói chuyện với ông Trump trong năm nay, cả qua điện thoại vào tháng 7 lẫn gặp mặt trực tiếp trong cuộc họp vào tháng 9 và đó đều là những cuộc đối thoại tốt đẹp. Ông Zelensky nhấn mạnh, như mọi khi, chúng tôi chắc chắn coi trọng sự ủng hộ lưỡng đảng của Mỹ. Chúng tôi đã thảo luận về tất cả các điểm của kế hoạch chiến thắng tại cuộc họp ở New York cũng như trong các cuộc gặp ở Washington, trong Quốc hội, tại Nhà Trắng, cả về mặt quốc phòng, kinh tế và tương lai sau chiến tranh, chúng tôi có tiềm năng để hợp tác mạnh mẽ hơn. Chiến thắng của ông Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris đã đặt ra những câu hỏi về tương lai của sự hỗ trợ từ Mỹ, vốn đã đóng vai trò quan trọng đối với sự tồn tại của Ukraine trong cuộc đối đầu với một đối thủ lớn hơn và được trang bị tốt hơn nhiều. Một mùa đông khắc nghiệt đang đến gần khi các lực lượng của Liên bang Nga đang tiến lên với tốc độ nhanh nhất kể từ khi Ukraine lần đầu tiên đẩy lùi cuộc tấn công của họ ở ngoại ô Kiev vào đầu năm 2022. Về phần mình, vào đầu tháng 8 vừa qua, Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn đầu tiên vào lãnh thổ của Nga. Bất kỳ nỗ lực mới nào để kết thúc chiến tranh có khả năng sẽ bao gồm các cuộc đàm phán hòa bình, điều mà chưa diễn ra kể từ những tháng đầu tiên của cuộc chiến giữa Ukraine và Liên bang Nga. Trong một diễn biến liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine, một số binh sĩ được hãng tin Reuters khảo sát đã bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng họ hy vọng ông có thể kết thúc cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng những người khác như Dimitro thì cho rằng tân Tổng thống Mỹ sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp. Cũng có binh sĩ như Alexander lại tỏ ra không quan tâm tới ai làm Tổng thống Mỹ mà với họ, điều quan trọng là viện trợ và niềm tin vào chiến thắng của chúng tôi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.